quên bật tiếng. Tiếp viện đằng sau mình có bắn nỏ để mình cho nó lên ở đây, mình đứng với mẹ này. Tại này vua mình công công như người của cậu. Cho mấy điều kiện này. Đánh cẩn thận nhé. Cầu đá như này nó có lên không nhỉ? Không, em nghĩ nó không lên đâu. Tại vì nó sẽ rút qua bên chỗ vùng tiếp viện của nó đấy. Nó không lên thì lên bắn tên chết con mẹ luôn. Càng tốt.
定要叫你魂归九泉！住口！受死吧！等我命令！鼓起勇气！ 乱民奸贼，定要将尔等碎尸万段！看你还能猖狂到何时！ Máu thằng cung đồ ấy. Giảm máu cung đồ. Như là 10. Đợi nó đi ra khỏi rừng nữa. Lại ba, đơn bình của tự kỷ, có mấy phải đả ứng địch nhân. Em mới vừa bắn cái tên đốt cánh rừng này nè. Kiểu cung đồ. Đừng giao đấu vội. Cái đấy đứng gần mà mình xa thế bắn hiệu quả đâu. Cái đấy như kiểu sọt căn đấy. Rút về đi. Đội hình kiếm ở đây là đội hình đi. Theo anh, quân kiếm của mày đứng trong rừng ấy, tức là đứng chéo ra bên trong rừng ấy, ở sườn trái của anh ấy. Ủa xa thế? Em không biết quên đâu nha. Cái gì? Ủa em đâu có đồng ý gia đấu đâu ta? Mày bấm thì nó mới ua. Không, em bấm từ chó hết mà. Ông bấm thì nó mới ua, em đéo chuyện ông không bấm nó ua. Đừng cho cái bọn kiếm này đứng ở mạn trái trong cánh rừng của anh này, mày đi đâu đây? Không, mạn này này, mạn ngay sát luôn này này, đi đâu đấy? Sát luôn cái này đi. Ở dưới đây nó bị giới hạn camera, kéo xuống không được, khó nhìn lắm. Giới hạn gì? Tích đúp vào đạo nào mày muốn nhìn thì nó sẽ phi về đây.
cua xa này nó có một cái nhược điểm là mẹ sẽ rất dễ bị bọn tướng nó búp, tướng bên ngoài là đứng nó búp. May thì nó không búp, còn đen thì nó búp. Cho mã siêu lũ bố chọc cái đạo ngựa đi.真是毫无骨气。准备就绪，斗将开始，我方必胜。准备就绪，准备开战。砍翻他们，跑起来。手，贼众溃不成军，在风祥云端。等sau đừng cho lữ bố đi đùa, bố cho quen lính thôi. Lữ bố nhiệm vụ nó đâu phải để đấy, mấy thằng khác ua rồi thôi. Cứ cầm nó đi quét lính, nó ua thì nó lại không có thời gian nó đi giết lính. Thank you.
我军伏兵已暴露。 Bộ binh của mày điều lên mà đánh đi. Đúng rồi làm gì. Ngựa biết đâu rồi. Con hôi lăng lệ này bị đơ mẹ rồi. Sao? Không điều khiển được nữa.
我等信念如一，这便是上天的恩赐。让他们死得体面一些，不能再消耗物资堪呀，勇夺荣耀。买套法器，折而不摧。以逸待劳，静候敌军。唯有扫清六合，天下才能平定。廉洁奉公，忍受苦难，正气如火，熊熊不息。我们要结束乱世，不惜代价，蛰伏等待。快点！莫要急躁。八道này nó rất là tinh nhuệ. 万物失节。không ngán thằng nào. Tô đen.Chó này nó át, nó phá cái nguồn dự trữ của mình. Tôi thấy cái hội nghị triều thần này nhiều cái búp khá bựa, tức là cát và bọn AI thì nó gần như nó chả ảnh hưởng đéo gì, nhưng mà cát và mình thì nó ảnh hưởng vãi lìn. Gần như mấy cái búp cạn kiệt dự trữ này đối với bọn AI nó chả ý nghĩa mẹ.
Mẹ chó, mai phục xịt. Một ngư có cái đồ bùi. Nhi tự chảo đó. Anh phục kích toàn xịt anh ạ. À. Ừ. Cái đạo của thằng Hàn Phước nữa. Mua đồ hài lòng. Ờ, quên mất trang bị cái này vào. Tăng hài lòng cho các tướng. Hứa du về. Mấy thằng clone này cho làm hết mấy cái nhiệm vụ tăng thiện cảm. Hứa du sao lại là clone? Là tướng không có ad đấy. Hứa du không có ad à? Ờ. Mẹ bây giờ đánh Viên Thiệu hơi khó rồi. Hướng thằng cung đô quá. Con mẹ. Đấy, em xong ở dưới rồi mà. Em đem vương lên tổ phụ thôi. Hoàng tổ bị giết chưa? Nó còn một cái đất hả? À. Tại sao là diệt rồi? Ừ. Xoay kéo quân lên diệt. Nó yếu lắm rồi. Giờ đây chỉ còn hai đạo thôi. Còn hai đạo em sẽ kéo lên. Chết con mẹ là Viên Thiệu. Thôi đi em. Lệnh hành 禁止, phương hữu此胜.
chém. Phụ lưu hổ khẩu. Mấy bị yếu lưu cho thầm. Chạy được. Chú phong. Quỷ quý lại. Bài sinh sư phổ an hảo. Năm 209 chắc mà từng là ấy chưa về. Không biết nó về được bọn nào.打起精神来，秀木与苗同生，明主与民同乐，我军所向披靡，保持原样前进。 知难而上，已成大业。根壮而后，枝叶繁茂。谨遵命令，拿起武器。Good. 众将且于堂前，谈笑欢饮。 Thì hết rồi nhỉ, cái được rồi. Bạo loạn ở Trường An này. Ờ, Hạnh Phúc. Thằng lồn Hạnh Phúc. Quên mất nó đấy. Loạn sự suy định. À, mẹ có Thanh Long Quân rồi. Em đem những đạo xịn nhất để lên cứu viện anh đấy.
Thằng em hết nước chấm rồi còn cái gì nữa. Đây, theo đem theo anh mày đảo đừng nha. đi theo theo anh mày đánh mẹ vào thằng Viên Thuật đi, nó đang yếu. Đi qua đất Đánh Lưu Viên Thuật Biểu, à? đánh vào Tương Dương Lâm Tự kìa, rồi đánh vào Quỳ Quan, đánh vào Thượng Dung hay hơn. Mình lên Được. cái nút thắt này cũng chật chội lắm, đánh ở dưới Đánh sau lên mày còn nối đất Viên được Thuật. của mày rồi. Đấy. Xin thằng Lưu Biểu thông hành quân sự đấy, đánh mẹ vào thằng Viên Thuật, móc nó ở đấy. Còn ở cái chỗ nữa, cái cảng cá này thì ba đạo này của anh không thằng nào ra được vào được đâu. Sao vậy? Lý cầu thượng chí, công minh trấn thiên. Thì thằng Hàm Phước xong rồi chiếm lại cái Lạc An này. Xin tuân mệnh lệnh. Tuân mệnh. Cẩn thận Nghiêm Bạch Hổ. Trở thôi. Và mà đánh. Nó chạy cho đánh đâu. Lưu Sủng Triệu Vân, thằng nào dám vào? Bởi vì quân thằng Viên Thuật nó đang ở chỗ anh này. Nên mày đánh chọc sườn thằng Viên Thuật thì gần như nó không có quân, cứ đi quét thôi. Đấy, quân nó lên hết chỗ anh nhỉ. À, có một đạn nó đánh vào Lạc Dương này, Điển Vi có thể xem xét mà bảo vệ Lạc Dương cho anh. Thì sao cũng được, tại em có bốn quân đội thì em chia một lên, hai đánh chơi Ừ. một cái nhà thủ nhà cũng được. Ừ. Cái đạo Điển Vi là em sẽ che đưa lên Lạc Dương thủ danh Ừ. này, và đạo Kỷ Linh với lại đạo Quách Gia thì em sẽ đánh Viên Thuật này, Ừ. hai Hậu Đôn thì ở nhà thủ nhà để đề phòng cái thằng Nghiêm Bạch Hổ này đánh trộm. Đánh Lạc Dương dẹp luôn cái đạo nổi loạn này. Em có đánh gì anh ơi? Auto đi kệ mẹ nó. Thử chơi ngắt quãng này, để quên mẹ mất thằng lìn này.
要想活命就考虑一下，真是无礼。Lưu Cần Diễm trưởng thành. Con đĩ chó này mày phải trả giá.见识一下我们的激情。嗯，妈呀，你敢啊？giết！ quan sát đi。无心似火，不屈不灭。Quên một tuần mất thêm một mớ tuần. Quên mất đéo đâu. Người ta tính hết rồi. Cố tình cho nó chiếm đấy để nó khỏi chạy lông nhau. Một mẻ giết luôn. Giết trong thành này là giết là. Mà nó thua là nó sẽ chết sạch. Chứ nó không còn chạy được nữa. Chứ tính toán gì. Quên mất cái tầm bắn của các cây là xa. Tướng tài ba này. Mấy ông tướng mõm này dám dạy mình. Chết thật. Biết trời cao đất dày là gì à? Ông nào dám dạy Bình Thánh đây. Bình Thánh à? Bình Thánh. Đường là một Bình Thánh nữa phải. Đúng rồi. Dám dạy Bình Thánh chết thật. Mắng cho một trận. Kiểu này trong quân đội là xúc phạm đại tướng quân là lâu lên chiếm đầu. Chứ còn gì nữa. Ngươi đã sẵn sàng tiếp tục chiến đấu không? Biết rồi. Đừng lại chào tôi đa hoa. Trương Liệu. Một đám thăng hoàng tháo thoát. Một đám nô phạm. Vũ khí dũng khí. Hãy tôi chuyển đi sổ chí. Trịnh Giang làm được cửa với Trương Liêu. Nhi xin thử thử, na jiu lai ba. Yuan Ru zhi dao feng,
立于汝之唇舌吧。连背斗啊，真奸了！被我军斩了，此等手段也来献丑。准备开战，做好准备。注意，注意！快快快！顽强不屈！号令，时机已至，进军，加快步伐，赶快！就六人，集体他呗。用头用头，一命！哈，敌军士兵正在溃逃。Vuông tròn tròn cái gì? Vuông tròn. Chuẩn bị 好了. 射击, 鼓起勇气, 给我射. 做好准备, 快点, 准备好了, 跑步.敌军四散而逃，到底是无胆鼠辈。Phát trừ lừa giúp nhảy sinh rồi. Thu tổn liên tục. Thằng này sĩ khí của Trương Liêu giảm nhanh nhỉ? Con Trương Liêu á, mà nó mà bị thương một cái là nó trừ 38 luôn này. Ừ. Trương Liêu này không ngon lắm. Tầm mà nó rớt xuống hơn nửa máu rồi sẽ khiến nó thấp anh ạ. Dạ. Mà thằng này né tránh cao mà cộng 25% này tránh cận chiến. Né tránh nhưng mà nãy đuôi con Trịnh Giang ấy, nó rớt hơn nửa máu này. Ừ. Mà để Trịnh Giang nó cũng là tướng mạnh nữa. Trịnh Giang cũng có tầm thường đéo đâu. Kiểu thằng này nó rớt hơn nửa máu là nó sẽ khí nó thấp. Thằng này mình đuôi xong mà rớt nửa máu mà bị bọn lính của nó vây lại nó đánh ấy, cũng chạy à. Sợ đau à. Đường đường là một tướng hệ kim mà né tránh thấp nhỉ, không cao lắm. Đi tướng 受手, tế trung hội bất thành quân, thì người đã chết. Chân khả khải thay. Sao?
cái tên đi. Mẹ thằng tướng Út nó chạy vòng anh ạ. Hài thật. Chạy nhanh lên. Truy sát. Sát. Chạy đi nè. Chạy đi nè. Được Trịnh Giang và Tuấn Úc thì đẹp quá. Đánh trận này chết tầm 40 quân rồi. Tầm 50% đi đấy. Mấy cái thằng này phức làm mình mất thời gian. 98 bình thường thì có thể xóa bọn này đi rồi để ở trên, nhưng mà không nên. À, chó lưu ngô mình định làm gì ở đây, chiếm chỗ đấy của mình à? Thần Vũ Quỳnh sau nhiều lần thua mẹ chuyển sang đây à? 64 tuổi mẹ. Để nó ra định lấy lại cái đao này của nó đấy. Chứ em sang em xin lại đao đấy, chưa tin tưởng được, chưa thể tin tưởng được thằng này. Anh chưa thể tin tưởng chú được, cứ đợi một thời gian đã để anh vậy. Xem xét thái độ của thằng em Lưu Cần Diễm. Thằng em lấy con gái của anh không? Con gái anh em đẹp đấy. À không, để lấy được nữa. Được một lần thôi. Rồi. Thôi cái điều gì? Hân cao xin chào đạo nín. Xin chào. Mày phải lấy. Nhi rô bú zài shuo huang. Wo deng shang you de tan. Miao. Lưu Tông, 45 tuổi. Lấy được à? Thế Lưu Yên có ai không? Để qua. Vũ đẳng nai xinh hữu hạn. Lưu Ngô. Yao Chen Gu Shi, chân sự Guo Zao, hoan nghênh, bạn hữu. Yao Guo Tang Ron nè. Có hợp thị. Xin chào. Hoan nghênh, xin ngồi. Toại. Chỉ đỡ như Có mỗi Lưu Tông.
Thôi gả con mẹ con gái mình sang đấy. Anh em ạ. Gả con gái mình sang đấy. Gả con gái sang đấy. Lấy ít tiền. Điều biểu nhà giàu. Chắc chắn là sẽ lo tốt cho con gái của mình. Được, em cưới Trịnh Giang bên gì? Cái con gì đó của bên anh rồi. Đâu cứ cưới được nữa không? Thôi anh cho cưới sang nhà Lưu Biểu. Giàu. Sang nhà mày ăn cơm rau à? Kìa. Làm gì phải cơm rau? Cơm rau. Chứ hẳn hợp lý. Nhưng phải được một hai miếng thịt. Một con cá rồi chứ. Có cái nịt. Em có mấy cái chả chăn nuôi mà thiếu gì. Mẹ tao con gái cái béo này để người tắt vịt. Tôn tử tái thế. Cái bộ này tôn tử tái thế. Thế thì đạo của Lữ Bố thiếu cái một cái này. Đấy. Này gần như là full bắt quân luôn đây anh ạ. Tình đấy. Tình thế đấy. Tăng né tránh cho mọi người lên. Sợ bùi. Cho cù cung đấy, tướng thân cận của mình cầm. Điều thuyền từ sau đến đường rồi. Mưu trí 15. Úi mẹ. Cộng thì nó cứ phải gọi là hết nước chấm. Mã siêu chấn ải đấy cho anh. Cho là Vi đến trận loạn trước nhé. Con lượt này. Có một đạo lượt loạn lạc dương ấy. Đúng là vật chất quyết định ý thức. Những con gì nữa. Thằng Trung bùi này xu hình giái. Có cái giái khô ấy. Nghèo đòi lấy công chúa. Ở kìa. Rồi để công chúa anh, để anh ủ mắm ở trên đây.
bật thành con gấp lên, đéo người cứ đi thường ấy, chỗ này làm gì có ai đâu. Tạo điển vi, chỗ này sáng trưng lên rồi mà còn sợ bị mai phục à? Thì đi, sang có kiến thành lý sự. Vân phong ở độ, lấy lý. Thì có ở trên workshop của Tôn Vua có mod đổi tên nhân vật anh em. Đó là game sau mà game tôi chơi thì tôi sẽ cho anh em nhập vai. Đấy, tôi đổi tên tướng thành một những anh em trên kênh chat. Đấy, cho anh em nhập vai làm tướng xung trận. Hay đấy. Để tham sau. Các bạn đang chơi không tiện add mode mới mà nó hỏng game. Thà ngồi khóc trong nô tô còn ngồi cười trên xe đạp. Cái vấn đề là cưới thằng Trung Bùi là không những không khóc mà còn ngồi cười trên ô tô. Em xin trước Triệu Vân, mẹ khốn thế. Khốn thế bao giờ chết. Bắc Hà là nơi giàu nhất Bắc, nó không hẳn là Bắc Hà là nơi giàu nhất, nhưng mà Bắc Hà nó là cái nơi sản xuất lúa, tức là nhiều lương thực. Thì trong cái trò này thì có cái trò bán lương thực, thành ra là nó cũng được tiền từ đấy. Gặp nhau mày này. Nhưng mà cá nhân tôi thì thích những cái chỗ có thương nghiệp với cả công nghiệp hơn. Nó kiểu nó mang cái chất tự lực tự cường, tức là giàu từ thực lực. Còn giàu từ buôn lương thì nói chung là nó cũng được, đéo thích phân dụng sát thí bảo tùy phong cách chứ. Tôi đừng bị khờ chiến sĩ lưu mệnh. Còn như chơi viên thiệu mà chiếm Hà Bắc thì nhiều lương á. Áp thành áp thiết thoải mái. Như chơi bọn này áp thành tụng rén chỉ có vài thành cấp 8 thôi. Còn đâu Xuân Tử Yến, chỉ chỉ bị bại trận bù đắp. Cái thằng này vuông góc anh ạ. Hán Trung kinh tế mạnh nhất là không, Hán Trung bình thường. Giàu nhất ấy phải là chỗ Ngô Quận ấy, kiến nghiệp ấy xung quanh đấy. Thằng Tôn Quyền nó ở chỗ Ngô Quận này, nó ở trên ở cạnh nó có Quảng Lăng này. Rồi bên trái nó có Bà Dương này. Ở trên chếch trái một tí là nó có Thọ Xuân này. Mẹ giàu vãi lìn, thằng đấy mới là thằng giàu. Xung quanh nó mẹ toàn mẹ cảng công thương nghiệp. Giàu lắm, mẹ chiếm chỗ đấy mà áp chuẩn cái mẹ tiền như nước luôn. Ta không để vào cái chỗ định diệt đơn tiếp viện rồi. Thế cũng được. Diệt tiếp viện xong rồi hai đạo sẽ công thành. Anh chưa từng luôn thì là có. Tôi có mấy series trên Attila này. Các ông chưa xem series Attila tôi điều ngựa. Có mấy series, có series tôi chơi Attila phun ngựa, phun kỵ cung. Điều anh em lắc mẹ mắt. Nhưng mà vấn đề là chơi cái đấy thì chơi cũng được, nhưng mà nó đánh trận nhiều quá, đánh mệt vậy. Attila nó đéo cần mốt thì AI nó spam quân đông quá. Cho đấy mẹ chơi Attila mẹ cứ chơi kỵ cùng, tôi chơi full kỵ cùng mẹ bắn sướng. Chỗ Hồng Kông ngày nay không, chỗ Hồng Kông cũng bình thường. Cái chỗ Ngô Quận ấy không, có định hình được cái chỗ Ngô Quận là chỗ kiến nghiệp ấy. Chỗ của cái thằng Lưu Do ấy, ở cái map này là thằng Lưu Do ấy. Ở trên nó có Quảng Lăng này, Thọ Xuân này. Ở cạnh có Bà Dương này. Ở dưới có cái đéo gì ấy. Ở dưới hình như là chỗ nông nghiệp. Còn kiến nghiệp của nó là có hai mỏ về công nghiệp. Ở trên Quảng Lăng là thương nghiệp. Thọ Xuân là công thương nghiệp. Bà Dương cũng công thương nghiệp. Giàu.
Mỗi tội là lúc đầu thì nó chiếm được, nhưng mà chưa có công nghệ áp thì nó bình thường. Nhưng mà sau về lết mẹ chúng nó giàu lắm, tiền như nước. Chỗ quân tiếp viện nha. Attila, tôi nói rồi, chơi là chủng chơi được, tôi chơi gần như là lúc nào cũng phải đánh trận, mệt lắm, lười. Mình là thủ tặng lười nhỉ chứ. Chuẩn bị khai trận, bảo vệ lại. Dù sao thì chuyển thủ. Đừng cho nó đua anh ạ. Chú là dạy anh đấy. Anh đẻ ra chú thì có thằng em có hậu kim đỉnh không? Cái thằng này kia kim đỉnh là này. Hậu kim đỉnh mày có là gì nữa? Đạo này không có mấy cầu thành. Không, đạo này không có cầu thành. Anh cứ để đó đi, để cầu thành em ấy sau. Cái chuyển qua đây đi anh ạ. Đưa con kỹ lên, đưa kỹ lên đi chém con yêu kiện lên đi. Sao không đua vậy nó? Đua mất công, mất nhiều máu lắm rồi nè. Đục tường trước đi, đục tường trước, đục tường xong rồi hãy đốt tháp canh. Không này không được đục tường thành cùng cho dùng bắn những phí tên. Tôi luôn đang chờ anh. Xu trang sinh sự, tôi có chỉ biểu. Đục một lỗ cho đã, rồi làm gì làm. Nói gì được đạo. Nào giáo cho nó về đi kìa. Đó, con này bị lag à? Khoai khoai khoai. Gia khoai sô độ. Còn có nguyên sơ. Khoai pháo. Sô sô chiến dịch này mày lắp cung kìa. Ô con nó kìa. Mày đầu cung đó mà, sợ. Lại bắn cung.
真是无胆鼠辈。 再拜吧！尽管鼓动如簧之舌，你仍难逃一死。 con động vật này cái sở trường của nó lại gần một vàng nữa. ...的每次呼吸吧。 Thử nó có chịu giao đấu với Kỷ Linh không? Cứ cho vua đi, cho Kỷ Linh đứng ngoài búp. Ăn được. Không có đứng ở đây nó lát mẹ. Cho ngựa đi này các anh. Tạm dừng tí anh ơi, em tìm gọi cái. Tôn sách còn chẳng có một series rồi. Tôn sách tuần kiên là hai series. Tiếp anh ơi. 不要留情. Cho cái đám ngựa mà đi ra rồi.
拼命，顽强不屈，跑起来，动作快点，加快速度，快跑！哎，乖嘛乖，准备攻坛了呢。鼓起勇气，加快脚步，列阵。你拉过来了。准备开战。准备开战，快点！跑起来，加快速度，赶快，赶快！nhưng mà để nó chém nó để mấy thằng tướng nó vào nó chém được không nhờ nó cũng mất máu mà. 冲啊！你就不能单打独斗吗？为何本应如此？攻掉了。那把刀从肩过了。准备就绪。擒住。使劲杀！杀光敌军。你咋能装着呢？em chơi tướng rồi mà đừng cho ngựa đi vào để đi để anh đứng anh chém rồi快跑速速前进注意cứ công thành杀呀跑起来加快速度射击敌军进攻赶快你变成个猫了跑步拉来该度拉来加快速度拉来拉来bắn chết luôn à bắn chết được đấy được đấy lá này hai này đấy rồi công thành tội đứng lát này để cái đội trọng hình của em lên hướng tên trước nha cứ đi đi tay cũng có mà kéo nó lên luôn đi. Mà cho nó đi từ từ thôi, nó chạy trước rồi bị cung bắn. Chuẩn bị hảo lắm. Gần khoai. Sự tiến trị. Giá khoai sụ đủ. Đừng có mệnh lệnh. Dọa hảo chuẩn bị. Chịn trụ. Khoai đi. Chua chín. Khoai sụ tiến trị. Cứ cho nó dàn rộng ra. Anh đứng ở bên trái, mày đứng bên phải. Đấy. Nó hướng hết tên lên. Không phải cung mình có thế mà bắn hay không? Anh bắn mạn trái, mày bắn mạn phải. Ừ, anh kéo quân cung vào mạn trái đi.
Thế không bắn vô cái đội thương của em mà bắn vô cung binh không anh ạ? Chủ yếu là né tháp canh thôi, còn cung mày phải bắn cung của nó chứ. Cái nỏ của mày phải tập trung bắn cung của nó.蛇骨断筋，好准备，加快速度，加快速度，准备好了，水盛万物，感受大地的愤怒吧。 Một lần búp lên là chém đầu ngay luôn anh ạ. Đơn giản rồi. Búp vãi chém luôn. Cho nên đưa xuống vô quẩy không nha. Chết chứ cứ vô thôi. Để lên đem vào quẩy đi anh. Mấy con quân sư lên đứng búp. Hai đội này vô đánh phụ.
暗箭齐发，诛灭敌军！赶快，赶快！敌军四散而逃，到底是吾胆鼠辈！凤翔云端，蛇骨断金，不要留情！诛灭敌军，凤翔云端。胜利又进了一步，准备就绪。太弱了，不要留情。使劲杀，加快步伐，砍翻他们！赶快，加快脚步！进攻！水手暴怒，剑甲不留。鼓起勇气，凤翔云端，尽情厮杀。准备开战，速速前进，挺住，片甲不留，加快脚步，进攻！哎，来问就完了。做好准备，准备开战，快点，加快步伐。时机已至，杀呀！杀光敌军，扑灭敌军，凤翔云端，快速前进，赶快，杀！速速前进，加快速度。안돼요너무공부하는길에敌军上楼，蛇骨断金，在，加快速度，跑起来！chiếm được cái cổng này mà không vào được。进攻！挺住！哎，给人家捏一个，小圆端。是无胆鼠辈，快快快，不要留情，鼓起勇气攻击敌军，进攻，加速前进。这被姑娘拦尿了啊，我不能来100%，感受大地的愤怒，赶来杀光敌军，cái này mày bị mất cái không đốt thành, nó lẽ phải đốt chỗ này để phá mấy cái chướng ngại vật đi. Tại vì em mất hết một cái mai băng đá nè. Tức là đục được thành một lỗ rồi thì bắn phát lửa đây cho cháy cái này đi. Quân chạy vào sau, chỉ cần một viên thôi.一群仓皇逃窜，一群懦夫，尽情厮杀！敌兵在此，进攻！不要留情，准备就绪，加快步伐，
上楼。别惹他来，就服了。挺住！他们哪呀？顽强不屈。得，还好龙剑那呢。杀！动作快点！加快脚步！凤翔云端。Tướng nó chém bị chém rồi đúng không? Rồi thắng rồi. Victory. Thế nó bằng tổ bị diệt vong bây giờ. Nó còn hai đạo, một đạo rưỡi ở trên xí. Bằng tổ rất rưỡi. Nhiều tướng level cao quá mà toàn tướng clone anh ạ. Cho nó về làm công vụ cũng được. Tiên Vũ Ngân. Thằng Lưu Do. Thằng Lưu Do chết rồi. Chắc là chết vì tuổi già. Không, nó vẫn còn sống. Cái Tiên Vũ Ngân này hình như là thằng nổi loạn rồi sao ấy. Đó, chiếm toàn bộ nó, toàn bộ đất của Tiên Vũ của Lưu Do này. Lưu Do chết rồi. Nó có Chu Du. Là cái lượng mình phí lưu biểu à? Ngoại Long Tiên Sinh.
Từ từ, rơi đô tốn kém mẹ 10.000. Sôi mới lên. Đây làm gì? Shit. Nó chạy qua chạy lại nè. Sẽ nhau mà. Chó chết này. Trời. Kiếp. Lần này quân mà nó dám đánh mình. Viên Thiệu ngu xuẩn. Viên Thiệu trước giờ nó vẫn vậy mà. Chỉ được cái hư danh anh ạ. Hư danh à? Gần được anh ơi. Anh lại làm trận bắt quái. Cái đội này có một đội bên đằng sau anh đấy, anh giữ đây nè.此番乃是出临战阵，尽管鼓动如簧之舌，你仍难逃一死。向前敌军，快快快！惩治敌军。
Lạc quấn lên. Nguyên thiện phát trên luôn này. Chết con mẹ Nguyên Thiện. Siêu cấp mẹ VIP Pro bắn tỉa. Chuyện còn đi xa đấy. Em vừa chơi em vừa nghe điện thoại nên không để ý.
你是无胆鼠辈，准备开战，尽情厮杀，蛇骨断筋，快前进，向前进军，准备就绪，不要留情，起手就绪，冲啊！听命！列阵，不要留情，冲啊！大军听令，加速前进。士兵的矢石已耗尽，无法继续攻击。杀呀！进攻！注意，片甲不留。不能降，便当死。敌方将领已死，尽情厮杀。跑步前进，冲冲冲！努力。尽情厮杀。快跑！时机已至，加快速度！在，进军，俯首听命，顽强不屈，跑起来！伏兵注意，全速前进，速速前进，速速前进，向前进军，赶快赶快，跑起来！快快快！注意，跑起来！快上！加快脚步！斗将开始，我方必胜！直进杀！尽情厮杀！加快脚步！加快速度！他们也就这点本事，快跑！敌将已受手，杀！顽强不屈，鼓起勇气，杀！蛇骨断筋，快跑！加快脚步，诛灭敌军！诛灭敌军！停住！进攻！无处不在，无影可觅。时机已至，赶快赶快，跑起来，加快速度。蛇骨断筋。拜倒！敌方将领已死，真是毫无骨气。Nhân. Phóng 他们回家去吧，都是为各自信念而战，让他们死得体面一些，他们受的苦也够多了。
Ồ, thằng Viên Thuật đánh nhau với Lưu Biểu à? Đi lại một câu chuyện khác nữa. Nam Dương nối liền đất rồi kìa. Mày có thể phi sang đấy diệt nó. Rồi, có cơ hội đánh bọn Cung Đồ, đánh tan mấy lộ quân Cung Đồ ở đây luôn. Hàn Phúc lại kéo quân được cắm trộm. Giang Hạ vẫn của Hoàng Tổ. Sắp đầu hàng Lưu Yên liên minh với Tống Công Quốc. Tặc tố bị diệt thế. Ít nghe chó này. Chỉ thế là nhanh.筹壮志，回归原状，打起精神来，保持原样，杀呀！Đánh đêm đánh lẻ trước em. Đánh lẻ ngày trước xong rồi kết hợp cùng với mã siêu.
就绪。在，鼓起勇气，寸步不让。Vòng tròn là cái bán kính của skin. Bấm được. Trong này, đứng trong này thì sẽ có búp của... Trong cái vòng tròn đấy thì có hưởng một búp. Không hiểu. Vũ cấm gần như không mất máu. Vũ cấm không mất máu. Cái này thật.手了，我所凭借的就是我这身本事，诛灭敌军，鼓起勇气，片甲不留。nháy chúng tôi đang làm giặc vũ khí. 准备就绪，加快速度，准备就绪，杀光敌军，跑起来，顽强不屈，注意，
会，杀，集合，杀光敌军。哈，敌军士兵正在溃逃，杀，鼓起勇气，骑兵听命，片甲不留，顶住，进行厮杀。尽可做得更好。哼，住口！加快脚步，鼓起勇气。诛灭敌军。注意，片甲不留。士兵正在溃逃，来，杀！你停住，马军准备，冲啊！箭矢准备，注意！Bây giờ thế này, thì đi các công việc gấp này. OK, nghỉ nhà bây giờ nhé. Quay qua lượn luôn nhé. À, quay lượn này.Đang chơi là có việc gấp. Ờ, mạ. Việc gấp thì vẫn phải đi thôi. Việc gấp thì chịu thôi mà. Ừ. Lại thắng một lần.不杀干净，必留后患。职责所在，又进了一步。纯心守阵，杀呀！哦，肚子了那个，我厉害了厉害。给俺个埋伏，这段呢，等会俺个。鞠躬尽瘁，时刻备战。以逸待劳，静候敌军。走，关了。好，你，anh em，anh em buổi sáng nhé。